Hai chào các bạn, hôm nay ngày 16 tháng 9 năm 2021, shop xe đạp Hân Mi xin giới thiệu mẫu Genet 2.0. Giá con xe đang được bán với giá chỉ có 5 triệu 750 ngàn. 5 triệu 750 ngàn. Con này hiện tại mình đang có các màu sắc như sau. Đây nha các bạn, mình đang có các màu như sau. Con này là màu xanh, xanh, màu xanh xanh cũng giá 5 triệu bảy năm chục nha các bạn nha đang có đủ bốn màu xanh xanh xám xi măng đen dương và đen đỏ đen đỏ là con video này à, mình không thể nào ráp lúc bốn con ra quay hết nha các bạn nha nó chật nhà là dễ bị chạy xe là sẽ bị mất đi hàng thùng nên mình à, cho các bạn coi màu con đầu tiên là màu xanh xanh đó trên 0 hai xi măng đen dương đen đỏ Giá xe là 5 triệu 750 ngàn 5 triệu 750 ngàn Giá này là bao ship nha các bạn nha Shop xe đạp thể thao Hơn mi là shop xe đạp đầu tiên trên thế giới Cung cấp giá bán Gọi là giá chính thức luôn nha các bạn nha Không cần phải inbox Hoặc là anh ơi giá nhiêu Rồi bạn ơi vui lòng inbox Rồi bạn vui lòng trả giá à, Cái đó mình không có nha các bạn nha Giá mình bán sao y chang vậy Giá 5 triệu 750 ngàn Giá này là hỗ trợ ship luôn tên con xe thương hiệu con xe là Ginette Free 2.0 màu sắc là màu đen đỏ tay đề con xe được trang bị tay đề Shimano tay đề là tay đề Shimano khung sườn con này được làm bằng nhôm xe được trang bị đi dây âm sườn tên con xe thương hiệu con xe là Ginette Free 2.0 Giá xe đang được bán với giá chỉ có 5 triệu 750 ngàn Xe được trang bị 2 thắng đĩa cơ Màu sắc con này màu đen đỏ Hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2021 Ngày 16 tháng 9 năm 2021 Shop Hơn My xin giới thiệu mẫu Trinitri 2.0 Giá xe đang được bán với giá 5 triệu 750 ngàn Trinitri là hàng thương hiệu thiết kế design theo phong cách Italia Chế độ bảo hành khung sườn lên tới 5 năm do công ty tập đoàn Trinit đứng ra chịu trách nhiệm phân phối và bảo hành. Tên con xe thương hiệu con xe là chin Re 2.0. Khung sườn con này được làm bằng nhôm xe được trang bị đi dây âm sườn. Màu sắc con này là màu đen đỏ. Xám. Tay đề con xe được trang bị tay đề Shimano. Cấu hình con xe được trang bị cấu hình là 3 đĩa 8 líp Tên con xe thương hiệu con xe là Genet Free 2.0. Tay đề Shimano 3 đĩa 8 lít. Khung sườn con này được làm bằng nhôm, màu sắc con này màu đen đỏ. Tên con xe thương hiệu con xe là Genet Free 2.0. Chế độ bảo hành khung sườn con này lên tới 5 năm do công ty Chinix đứng ra chịu trách nhiệm phân phối và bảo hành. Bánh trước con này được dùng ti bật tháo mở nhanh hai thắng đĩa cơ. Xe được trang bị hai thắng đĩa cơ. Bộ thắng đĩa hiệu ributi Bộ thắng đĩa hiệu ributi Hai thắng đĩa cơ. Phục trước có phần tem chín ít được cân đều hai bên. Chính ít là hàng thương hiệu thiết kế design theo phong cách Italia chế độ bảo hành khung sườn con này lên tới 5 năm do công ty tập đoàn Chin đứng ra chịu trách nhiệm phân phối và bảo hành Chin X 2.0 giá xe đang được bán với giá chỉ có giá xe đang được bán với giá chỉ có 5 triệu 750 ngàn giá này là mình hỗ trợ ship toàn quốc trừ khu vực biển đảo tại khu ship qua biển đảo tiền mắc lắm nha các bạn nha có chiếc ship nếu mà ship bưu điện boss chiếc ship gần 800 mấy 900 ngàn ship xong không còn gì ăn luôn cấu hình con xe được trang bị cấu hình là 3 đĩa 8 lít. Tên con xe thương hiệu con xe là Genetry 2.0. Màu sắc con này là màu đen đỏ. Genetry là hàng thương hiệu thiết kế design theo phong cách Italia. Cấu hình con xe được trang bị cấu hình là cùi đầy đĩa là Shimano Tony. Giờ dĩa con này giờ dĩa Pro Wheel, giờ dĩa nhôm. Trục giữa con này bạc đạn. Sên con này được trang bị sên 8, cùi đài đĩa Shimano Tony giờ dĩa Pro Wheel sơn là sơn 8 trục giữa bạc đạn chế độ bảo hành khung sườn lên tới 5 năm vỏ con này là vỏ CST City Spark Call. van là van van kiểu như van xe máy xe hơi nha các bạn nha dễ bơm này mình tháo ra cho các bạn thấy sơn là sơn 8 clip con này là clip thả 8 con này được trang bị bộ clip thả 8 nha các bạn nha tên con xe thương hiệu con xe là Trinity 2.0 Trinitri 2.0 Phiên bản này phiên bản mới nhất nha các bạn nha Cái dòng phiên bản cũ dễ lắm Các bạn nhìn thấy dây nhợ nó đi lòng thọng ngoài đây nè Dây này dây âm sườn giống sườn hết nha các bạn nha Và cấu hình theo catalog của Trinitri là Cùi đề đĩa là Shimano Tony Cùi đề líp là Shimano Tony Theo catalog của nhà sản xuất Thiết kế sản xuất ra Nha các bạn nha Có một số xe thay thế bằng cùi uh, Acera hoặc Deore Là xe đó đã được cải tiến và sửa lại nha các bạn nha dòng xe người ta chạy rồi hoặc là người ta mua cái khung người ta ráp lên còn xe theo catalog nó tại dòng này dòng giá rẻ và cái khung nó cũng là bản chất là thẩm phẩm chất của nó cũng là phẩm chất giá rẻ từ dưới 6 triệu không ai gắn điều rê xt điều slx nha các bạn nha nó chỉ tới phẩm chất của nó là chỉ tới shimano tony thôi nhớ các bạn nha cùi đề đĩa shimano tony cùi đề clip shimano tony clip con này là clip 8 thả sơn này là sơn 8 giò dĩa này giò dĩa pro wheel Chinix là hàng thương hiệu thiết kế design theo phong cách italia đó vỏ con này là vỏ 700 x 32 vỏ 700 x 32 khung con này là sai khung con này là size 47 tên con xe thương hiệu con xe là trên 2.0 giá con xe đang được bán với giá chỉ có 5 triệu 750 ngàn 5 triệu 750 ngàn Chế độ bảo hành khung sườn lên tới 5 năm do công ty tập đoàn Chinh Ích đứng ra chịu trách nhiệm bảo hành. Shop xe đạp thể thao hơn mi là shop xe đạp đầu tiên trên thế giới luôn. Bán hàng cung cấp giá không cần phải trả giá. Giá đăng là cứ thế mua thôi nha các bạn nha. Không rườm ra, không màu mè, không hoa lá cành. Thấy giá ok các bạn mua ủng hộ shop hơn mi. Giá xe chỉ có 5 triệu 750 ngàn. Hàng bảo hành chính hãng công ty Chinh Ích chế độ bảo hành khung sườn là 5 năm bảo hành chính hãng là sao có nhiều người bạn hỏi bảo hành chính hãng là sao bảo hành chính hãng là chúng ta sẽ có cái thẻ bảo hành của công ty và chúng ta được quyền đem ra công ty bảo hành nha các bạn nha được quyền đem ra công ty bảo hành chứ không phải là chúng ta cầm cái thẻ chúng ta đem ra công ty công ty nó mua ở đâu đem về đó bảo hành là không phải nha các bạn nha là có thẻ bảo hành của công ty mới gọi là bảo hành chính hãng nha các bạn nha công ty là một cái showroom nó thuê một cái mặt bằng bự diện tích của nó là ngang ít nhất là phải 8 mét vuông hoặc 10 mét vuông dài là 10, 14 15 mét vuông nhớ bạn nha mới gọi là công ty và có trụ sở có giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty đàng hoàng nhớ bạn nha con này là bảo hành chính hãng công ty công ty chinh ít đang đứng đang phân phối tại Việt Nam mình Nha các bạn nha, trung tâm bảo hành chính hãng công ty là đặt tại Sài Gòn Trên thẻ bảo hành có in số điện thoại, đường dây nóng, số điện thoại, số địa chỉ Địa chỉ, số điện thoại, đường dây nóng để các bạn cần các bạn gọi hỗ trợ Nhá bạn nha, tên con xe là x 3 2.0 Giá xe đang được bán với giá 5 triệu 000 ngàn 5 triệu 750 ngàn Giá này là sao? Bao ship? Nhưng mà các bạn tới nhà tới địa chỉ lấy hàng thì sao? Tới nhà tới địa chỉ lấy hàng thì mình sẽ hỗ trợ giảm giá cho các bạn một xíu để các bạn tự vận chuyển về nha các bạn nha. Chào các bạn. Hôm nay là ngày đọc lại ngày tháng năm. Nếu mà giá có thay đổi thì mình sẽ sửa tiêu đề. Hôm nay ngày 16 tháng 9. Nếu mà hãng mà lên giá hay gì Các bạn coi video mình có nhiều chiếc Ủa tại sao đọc giá 5 triệu mấy Mà tại sao sau một thời gian giá lại khác Thì giá khác mình sửa tiêu đề lại Thí dụ con này sau 6 tháng hoặc 7 tháng, 8 tháng Nếu mà giá lên đi Thí dụ nó lên 5 triệu 8 hoặc 5 9 hoặc 6 triệu Thì mình sẽ sửa Ờ, uh, Genetree Mình sẽ ghi là Genetree 2.0 giá 6 triệu Để cái chi Các bạn nhìn vô tự đề các bạn thấy Ờ uh, Ông này ông bán 6 triệu rồi, rồi. Ok thì coi video tiếp, không ok thì khỏi coi video. Đúng không các bạn? Giá cả đã để lên tựa đề. Cái tựa đề là cái cái thay chốt để quyết định cho các bạn coi video nha các bạn nha.